Vâng, cảm ơn phía đại gia đình nhà ta. Vâng, kính thưa các cụ bề trên, kính thưa các ông các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, thưa quan viên của họ hai nhà. Vâng, thực sự hôm nay tôi rất là hân hạnh đã được bác Thành Mai cũng như đại gia đình nhà gái đã tín nhiệm trao cho cái trọng trách là người đại diện cũng như là gọi là người phát ngôn viên của gia đình nhà gái. Vâng, và đương nhiên rồi, lời đầu tiên tôi cũng xin gửi đến toàn thể các ông bà, cô dì, chú bác, gửi đến quan viên hai họ và đặc biệt là gửi đến tất cả các thành viên của đại gia đình nhà trai lời chào trân trọng nhất và lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công ạ.